Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra dựa theo cuốn Atlas. Vì vậy, các em hãy mở cuốn Atlas ra nha. Vâng. Bây giờ cô sẽ phát đề, các em nhớ tập trung chú ý đến từng chi tiết một để làm bài thật tốt nha. Ok, đầu tiên của Minh Anh đây. Em xin ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài nào. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 13. Trang 13. Five minutes later. Ê, cuối cùng cũng tìm ra núi Phu Luông. Ê, làm tiếp câu nữa nào. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26. Trang 26 à? Trời ơi, cái quân què gì vậy ba? Sau khi làm bài xong, cô em nộp bài ạ. Xin vĩnh biệt.